Vâng ạ, Hoàng Hiếu mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Bác sĩ gia đình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Và trước khi bắt đầu chương trình thì Hoàng Hiếu có một vài những thông tin về viêm rết dạ dày để quý vị thấy được tầm quan trọng cũng như sự nguy hiểm nếu chúng ta không có biện pháp điều trị hiệu quả. Thưa quý vị, thủng ổ rết dạ dày tá tràng là một trong những biến chứng vô cùng nguy hiểm và khẳng định luôn nó sẽ có nguy cơ dẫn tới tử vong nếu chúng ta không có những cái biện pháp sơ cấp cứu kịp thời. Và theo thống kê thì viêm loét dạ dày chiếm tới hơn 26% các bệnh lý về dạ dày và đường tiêu hóa. Điều đáng nói rằng là những vấn đề liên quan tới viêm dạ dày, loét dạ dày, thủng tá tràng thì ngày càng có xu hướng trẻ hóa với tỷ lệ người mắc ngày càng cao. Vậy thì với thủng dạ dày, viêm loét dạ dày tá tràng sẽ có những cái hậu quả như thế nào và điều trị những cái chứng bệnh này ra sao? Và đối với những bệnh nhân đang bị vấn đề về viêm loét dạ dày thì chúng ta phải có những cái chế độ chăm sóc đặc biệt như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình ngày hôm nay thưa quý vị, với chủ đề đó chính là thủng dạ dày tá tràng, nguyên nhân và điều trị. Và để tham gia chương trình ngày hôm nay thì Hoàng Hiếu xin được trân trọng giới thiệu khách mời của chương trình, đó chính là bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Ngọc Hân đến từ khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước Bình Dương. Xin được cảm ơn bác sĩ Lê Ngọc Hân đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin chào MC cùng toàn thể quý khán giả đang xem đài BTV1. Dạ, tôi tên là Lê Ngọc Hân, bác sĩ hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước. Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ ạ. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi thật là tận tình để có những cái kiến thức cho quý vị khán giả. Và thưa quý vị, xin được nhắc lại rằng là chương trình truyền hình trực tiếp Bác sĩ gia đình sẽ có khung giờ phát sóng quen thuộc là từ 15 giờ tới 16 giờ các ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh BTV1 của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương. Ngoài ra thì chương trình cũng đang được truyền trực tiếp trên các nền tảng số của BTV. Và quý vị các bạn, chúng ta có thể chủ động tại app BTV Go để theo dõi chương trình. Và chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn Tổng công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp BKMS ITC đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay. Và ngay lúc này đây thì quý vị, chúng ta có những câu hỏi xoay quanh vấn đề liên quan tới bệnh dạ dày hoặc là tá tràng, chúng ta có thể là nhanh chóng kết nối với chương trình theo những cách thức sau đây. Đầu tiên là tổng đài số của chương trình là 02743844388, hoặc là chúng ta đặt câu hỏi thông qua số Zalo của chương trình 0966339279. Và ngoài ra thì trên các nền tảng số như là Fanpage Phát thanh Truyền hình Bình Dương và BTV Chuyên đề, chúng tôi cũng sẵn sàng ghi nhận và gửi những câu hỏi của quý vị thông qua những comment trực tiếp tới với khách mời của chương trình. Còn bây giờ, trước khi bắt đầu chương trình, xin mời bác sĩ và quý vị chúng ta hãy cùng đến với một tình huống sau. Vậy nha. Vậy. Ủa? Anh Nam. Sao vậy? Không, giờ em một việc. Ba Huy xếp cho anh xin nghỉ bữa nay. Em một bữa nha. Để em nói cho. Mà anh sao vậy? Anh bị gì vậy? Không biết bị gì mà nó đau quá. Bị đau hả? Ừ. Rồi anh đau ở đâu? Vòng khu này nè. Đau ở đây là đau dạ dày đó. Từ sáng nay anh ăn gì? Ăn vẫn bình thường, nhưng mà bữa ăn uống rượu bà Tám đó. Chị hả? Ừ. Trời ơi, ăn bình thường mà bị đau. Khó chịu anh quá. Anh là anh hay nhậu lắm đúng không? Hay đâu mà hay, lâu rồi người ta rủ mới nhậu chứ tự nhiên ở không đâu nhậu hoài. Rồi tối qua anh có nhậu không? Có chút xíu. Đó, tối qua anh nhậu, rồi sáng nay anh ăn bình thường mà anh thấy đau. Em nghi là anh bị đau dạ dày đó. Sao mà liên quan tới dạ dày trời, anh... Có làm gì đâu mà dạ dày từ đó. Có, tại vì đau chỗ này là đau dạ dày nè. Mà dạ, anh đừng có coi thường bệnh đó nha. Bệnh đó mà không phát hiện mà chữa trị kịp thời là nguy hiểm lắm đó. Sự kỳ những người đó. Khoan nè, anh còn nữa nè. Anh là hay thức khuya nữa có không? Không, anh đi ngủ sớm chứ chừng nào người ta đá banh thì mình mới thức coi thôi chứ. Không đáng thì mình đi ngủ. Nhưng mà có đó là có thức đúng không? Thì lâu lâu, một hai ngày nó đá mình mới thức. Còn nữa, anh, em nghe vợ anh nói là anh ăn cay rất là nhiều, ăn cay kinh khủng luôn. À, cái đó là gu của anh. Hả? Cái đó, trời ơi, phải càng cay càng tốt, đó cái gu rồi. Không cay, không ớt là không ăn luôn. Anh, em thấy là anh toàn thói quen mà hại sức khỏe không? Thứ nhất nè, ăn cay nè. Thứ hai, thức khuya nè. Thứ ba, hay nhậu nè. Là ba cái thói quen xấu này là rất dễ gây viêm loét dạ dày. Trời ơi, em nói chuyện xui quá. Cái bệnh đó nguy hiểm lắm á. Làm gì có chuyện đó, bao nhiêu người cũng giống anh, có ai bị gì đâu mà tự nhiên đâu ra anh bị nhưng viêm mà, có anh có người bị luôn. Ai? Anh thấy anh Sơn phòng kinh doanh không? Chân đầu hói hả? Đúng rồi. Năm ngoái ảnh mới đi phẫu thuật là ảnh bị thủng dạ dày xong là cắt hết 1/4 dạ dày luôn. Cái gì ghê vậy? Thiệt. Thủng dạ dày, cắt hết 1/4. Đúng,
Anh ăn bây giờ là một ngày phải chia làm nhiều bữa nè, mà mỗi bữa ăn có chút gì nè, mà kiêng khem đủ thứ hết trơn á. Chết cha, vậy nghiêm trọng rồi nha. Đúng rồi. Hồi đó cái dạ dày nó nguyên vẹn thì uống hết một lon, còn bây giờ ổng cắt hết 1/4, giờ mới uống có 1/4 lon à. Là vẫn nhậu nữa hả? Mốt anh nhậu cũng ngày anh chia, ngày anh chia nhiều cử gì như thuốc vậy, anh nhậu giữa chừng cái anh dừng, cái anh nhậu tiếp. Sao ghê vậy? Chịu không? Không, tôi nghe thấy ghê quá, người tả thì muốn ớn rồi. Bây giờ mới anh nghe nè, bây giờ sẵn hôm nay là anh nhờ em xin sếp cho anh nghỉ đúng không? Anh đi khám luôn đi, tại vì em thấy anh đau mà mặt mày tái nhợt nè, rồi đổ mồ hôi nữa, không ổn đâu anh ơi. Ví dụ mà mình có bệnh mà anh phát hiện sớm anh chữa cũng được nữa, thì tức là mình kỹ cho mình thôi, chứ em chỉ mong anh không có bệnh, hiểu không? Anh nghĩ là mấy bữa nay trời nóng nực quá, nó rối loạn tiêu hóa chút đỉnh thôi, chứ làm gì mà nghe em tả xong một hồi thấy sao giống mình quá vậy ta. Chứ giờ anh rối loạn mà anh đi không nổi luôn, rồi anh ngồi anh thở không, rồi anh đau cỡ này nữa, mặt mày xanh lét rồi. Thôi đi khám đi anh ơi. Thôi bữa nay sẵn lỡ xin sếp nghỉ rồi, chắc cũng tranh thủ đi khám bữa. Xin sếp giúp anh nha. Em xin giùm cho. Nhưng mà anh nhắm là anh đi được không? Vừa sức. Không sao đâu. Được không? Ây da. Trời ơi. Sao như đàn bà đẻ vậy trời. Đi khám liền luôn nha. Rồi để đó anh. Thôi để anh nhiều ra ngoài cho. Thôi được anh rồi. Nhiều đây, để xe nha. Cảm ơn em, nhớ xin sếp giùm anh. Dạ vâng ạ, cuộc chiến dạ dày, một câu chuyện không còn xa lạ trong cuộc sống ngày nay thưa quý vị. Khi mà chúng ta thấy rằng là vấn đề ăn không đúng bữa hay bỏ bữa, rồi dung nạp rất là nhiều những cái loại dinh dưỡng hoặc là những cái chất không tốt cho cơ thể của chúng ta, như là quá cay, quá mặn, quá ngọt, hoặc là sử dụng quá nhiều rượu bia. Và tới một lúc nào đó thì nguy hiểm vô cùng, đó chính là thủng dạ dày và tá tràng. Thưa quý vị, và chúng ta hay nhắc nhiều tới bệnh lý này, đặc biệt là với những người hay uống rượu bia hoặc là nhậu nhẹt. Vậy thưa bác sĩ, là thế nào gọi là thủng dạ dày, tá tràng ạ? Nếu mà nói về chuyên môn đó, thì thủng dạ dày tá tràng đó là cái tình trạng mà các cái lớp của thành dạ dày hoặc thành tá tràng bị tổn thương toàn bộ. Sau đó nó sẽ tạo ra một cái thông thương giữa trong lòng dạ dày hoặc tá tràng vào trong ổ bụng. Từ đó cái dịch tiêu hóa ở trong dạ dày và tá tràng sẽ tràn vào ổ bụng, nó sẽ gây viêm phúc mạc. Lúc đầu sẽ là viêm phúc mạc do hóa chất, tại vì trong dạ dày đó là dịch axit rất đậm đặc. Rồi tiếp sau đó, nếu mà bệnh nhân không đến điều trị và kịp thời thì vi khuẩn theo đó sẽ xâm nhập vào trong ổ bụng và sẽ gây ra tình trạng viêm phúc mạc do vi khuẩn. Vậy thì nguyên nhân có phải là do nhiều người hay gọi là nhầm tưởng, hay khẳng định là do rượu bia hay không thưa bác sĩ? Nếu mà nói vào rượu bia thì rượu bia chỉ góp một phần thôi trong cái tình trạng gây ra tình trạng thủng dạ dày tá tràng. Tại vì thủng dạ dày tá tràng nó có khá nhiều nguyên nhân, trong đó rượu bia là nguyên nhân hàng đầu và cũng góp phần vào gây loét dạ dày tá tràng. Và chính cái loét này, nếu mà mình điều trị không đúng phác đồ, hoặc là mình điều trị mà sơ sài, hoặc đôi lúc mình bỏ quên nó, thì đó mới là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thủng dạ dày tá tràng. Mà cái tình trạng mà viêm loét dạ dày hay gặp đầu tiên là những người lớn tuổi dùng rất nhiều thuốc giảm đau cho các cái bệnh lý xương khớp. Bệnh người mà có nhiễm vi khuẩn HB, mà thời sự vẫn hay nói hiện nay là vi khuẩn Helicobacter, và những người mà có tình trạng sinh hoạt không có điều độ như cái anh ở trong tiểu phẩm vừa rồi, là thức khuya nhậu nhẹt và ăn uống không có điều độ. Rồi ngoài ra còn có thể thủng dạ dày tá tràng có thể gặp cho tình trạng ẩu đả, vết thương đâm vào bụng hoặc là bị bắn vào bụng, cũng gây ra tình trạng thông thương giữa dạ dày và ổ bụng. Hoặc bệnh nhân có những chấn thương nặng làm có thể làm vỡ dạ dày trong lúc mà tại cái điểm mà dạ dày lúc đó đang căng cứng. Ví dụ sau một cái cuộc ăn nhậu về, bệnh nhân té đập bụng cũng có thể gây vỡ dạ dày. Ngoài ra một vài tình huống hiếm hơn, ví dụ như thủng dạ dày trên bệnh nhân có bệnh lý ác tính, đặc biệt những cái bệnh lý ở vùng dạ dày, khối u lớn xâm lấn toàn bộ các thành của dạ dày, sau đó hoại tử gây thủng hoặc là gây tắc cái dạ dày, rồi trên cái đoạn tắc đó nó sẽ thủng ra. Hoặc trong một vài tình huống là thủng dạ dày một cách tự nhiên do hóa trị và xạ trị. Tại vì hóa trị xạ trị như mình biết đó là làm tổn thương tất cả các cơ quan, chứ không phải riêng cái cơ quan bị ung thư.
Dạ vâng. Và rồi ngoài ra còn có thể gặp trong một số hiếm thôi tình huống, đó là do sự can thiệp của phẫu thuật, đặc biệt là trong các cái thủ thuật nội soi dạ dày. Dạ. Nghĩa là khi mà chúng ta thực hiện những cái thủ thuật mà nội soi thì nên tới những cái trung tâm càng uy tín, càng cao cấp thì càng đúng tốt. Rồi, đúng. Dạ. Và trong cái tình huống ở đầu chương trình thì cũng có đề cập tới vấn đề là ăn quá cay hoặc là ăn quá mặn chẳng hạn, thì nó có ảnh hưởng trực tiếp tới dạ dày của chúng ta hay không thưa bác sĩ? Tất nhiên là ăn quá cay hoặc quá mặn thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày của chúng ta. Tại vì cay và mặn nó sẽ làm tổn thương cái bề mặt của dạ dày, từ đó nó làm cho cái giống như chúng ta bị bỏng, bị bỏng da, sau từ đó là nó sẽ xuất hiện những cái vết trợt loét và theo đó bệnh nhân sẽ bị đau, đau dạ dày. Tình trạng đầu tiên là sẽ là viêm, sau đó nếu mà mình không điều trị hoặc là mình cứ tiếp tục giữ cái lối sinh hoạt như vậy thì sẽ dẫn đến tình trạng loét. Thế thì còn thói quen ăn uống thất thường có nghĩa là không chỉ là bỏ bữa không, mà hiểu thấy là nhiều người cũng hay có thói quen là mà không ăn sáng đầy đủ, hoặc là cái bữa nào đó mà nó ngon á thì mình ăn quá nhiều, và còn cái bữa nào mà đồ ăn nó không được ngon cho lắm thì mình ăn hơi bị ít, như vậy thì nó có ảnh hưởng tới cái gọi là chế độ vận động bình thường của dạ dày hay không ạ? Ăn quá no hoặc quá đói cũng đều có ảnh hưởng đến dạ dày. Tại vì nếu mà chúng ta ăn quá đói á, thì cái dịch tiết của dạ dày là dịch axit nó không có đủ trung hòa, nó cũng làm cho tình trạng viêm giống như từ nãy xảy ra. Thứ hai, nếu ăn quá no thì dịch axit dạ dày là không tiết đủ, như vậy là dẫn đến cái tình trạng là bệnh nhân cảm giác như là đầy bụng, khó chịu, bụng trướng. Tại vì nếu mà chúng ta cứ để ý chúng ta ăn quá no thì cảm giác rất là chậm tiêu. Đó. Nên ăn quá no hay quá đói hay là sinh hoạt không điều độ cũng rất là ảnh hưởng tới dạ dày. Bác sĩ cũng vừa nhắc tới yếu tố là axit trong dạ dày thì cũng ảnh hưởng nhiều tới cái việc là đau dạ dày hay không. Dạ, thì có lẽ là cái lúc mà mình khi mình đói á, thì mình có nên hạn chế một số những loại thực phẩm nào để hạn chế cái vấn đề mà đau dạ dày nó gia tăng hay không? Sẵn hỏi luôn ạ. Nếu mà đói á, thì tốt hơn hết là chúng ta không nên ăn đồ chua nữa. Tại vì sẽ bổ sung thêm axit vào trong dạ dày. Tốt hơn chúng ta dùng những cái chất mà chúng ta hay nói là kiềm để gọi hiện đang nổi hiện nay á, ion kiềm, nhưng mà cái thực sự cái đó không có hiệu quả nhiều. Là những cái chai nước đóng chai của ion kiềm. Đúng rồi. Nhưng mà thực sự nó cũng không hiệu quả nhiều đâu. Mà chúng ta nên ăn những cái chất trung hòa, là ví dụ như uống sữa. Hoặc là ăn một bữa ăn nhẹ, chuối, trái cây hoặc là táo, những cái trái cây đều tốt cho dạ dày cả. Né sữa chua ra. Xin cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, vậy thì chúng ta thấy rằng là thủng dạ dày và tá tràng thì sẽ có những triệu chứng rõ ràng như thế nào thưa bác sĩ? Triệu chứng mà hầu như tất cả bệnh nhân đều có. Đó là bệnh nhân tự nhiên đau bụng rất là đột ngột và dữ dội. Bệnh nhân đau đến nỗi mà bệnh nhân cảm giác như là bị ai đâm vào bụng. Bệnh nhân nó có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong ngày, nhưng mà thường á, là nó sẽ xảy ra vào đêm gần sáng. Là mình cũng theo cái chương trình từ nãy, đêm gần sáng lúc đó là dạ dày sẽ tiết nhiều axit vì lúc đó hấp thu thức ăn đã hết. Ngoài ra còn nữa là vào đêm gần sáng á, thì thời tiết thường hay lạnh, làm cho những cái mạch máu nó bị co lại, nên có dễ gây thủng vào thời điểm đó. Thì bệnh nhân đau bụng mà bệnh nhân không có cách nào giảm đau hết. Mình đau liên tục, đau dữ dội. Mình thở cũng đau, đi lại cũng đau. Nói chung là bệnh nhân nói cũng đau. Đó là triệu chứng điển hình nhất. Ngoài ra thì nếu mà bệnh nhân đến trong giai đoạn muộn á, khi mà ruột trong bụng đã có tình trạng nhiễm trùng nặng, ruột bị liệt thì bệnh nhân có thể ói. Còn nếu mà giai đoạn đầu mà ói á, thì thường là kèm theo máu. Nếu tổn thương nó đi qua một cái mạch máu nhỏ, nó sẽ đổ vô dạ dày. Rồi còn vào viện trễ hơn nữa thì bệnh nhân có thể sốc hoặc là sốt. Những cái triệu chứng đó thì hiện nay hơi hiếm, tại vì tình trạng tiếp cận y tế của chúng ta hiện nay cũng khá là tốt. Vậy thì sẵn là qua màn hình trực tiếp như vậy thì bác sĩ hãy chỉ rõ cái vị trí mà chúng ta hay bị đau. Tại vì đau ở khoang bụng thì cũng sẽ có những cái nhầm lẫn với những căn bệnh khác, đúng không ạ? Đúng rồi, bác sĩ ạ. Thì đau điển hình nhất là đau ở vùng trên bụng rốn, như tiểu phẩm từ nãy chúng ta đã coi, vùng thượng vị, gọi là vùng thượng vị trong y học. Là đau cái vùng gọi là cái vùng của dạ dày. Dạ.
Vâng ạ, mong là quý vị chúng ta cũng sẽ kịp thời nắm thông tin này ạ. Đau ngay cái vùng thượng vị trên rốn là chúng ta rất là có nguy cơ là vấn đề là bị thủng rác dạ dày tá tràng của mình đó quý vị. Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo xin được dành cho bác sĩ rằng là với thủng dạ dày tá tràng thì sẽ có những biến chứng gì ạ? Thì biến chứng mà nếu mà bệnh nhân tới sớm á, thì thường thì không có biến chứng gì. Tại nếu bệnh nhân được can thiệp kịp thời thì hầu như không có. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân đến trễ thì đầu tiên là sẽ sốt, nhiễm trùng nhiễm độc do vi khuẩn đã phát triển trong ổ bụng rất là nhiều, làm xâm nhập vào máu, có thể gây nhiễm trùng huyết, gây nhiễm trùng huyết và gây sốc do nhiễm trùng huyết. Nặng hơn thì bệnh nhân từ cái dẫn nhiễm trùng huyết đó, bệnh nhân sẽ dẫn đến suy đa cơ quan. Tất cả các cái cơ quan khác đều bị tổn thương do ảnh hưởng của cái tình trạng nhiễm trùng. Ngoài ra bệnh nhân có thể bị dính ruột hoặc liệt ruột do các cái cơ quan, đặc biệt là ruột trong ổ bụng ngâm trong một cái tổ chức rất là dơ, toàn bộ dịch đồ là nằm ở trong đó về vi khuẩn phát triển. Rất là nguy hiểm mà. Chúng tôi cũng vừa nhận được một câu hỏi rằng là ngoài cái việc là căn cứ vào những cái dấu hiệu của việc thủng rác dạ dày thì chúng ta có những cái phương pháp nào để mà xác định được cái mức độ nghiêm trọng của tổn thương dạ dày của chúng ta hay không thưa bác sĩ? Nếu mà xác định vào mức độ nghiêm trọng á, thì hầu như là đều phải dựa vào sự thăm khám của bác sĩ và các cái phương tiện xét nghiệm kèm theo. Nếu bệnh nhân đến sớm thì thường là cái tình trạng ít nghiêm trọng. Mình sẽ căn cứ vào cái thời gian từ lúc thủng đến lúc mà bệnh nhân sắp nhập viện, thường là sau 24 giờ rất là nặng. Tại vì lúc đó là sẽ tiến triển thành cái nhiễm trùng huyết như mới nói từ nãy. Còn nếu mà bệnh nhân đến sớm thì thường là nhiễm trùng do axit từ trong dạ dày gây nhiễm trùng, thì cái tình trạng đó thì đỡ hơn. Rồi bác sĩ có thể nhìn thấy tình trạng là bệnh nhân gồng cứng bụng, bệnh nhân không di động theo nhịp thở luôn. Tại vì quá đau bệnh nhân không dám thở. Rồi sợ và bệnh nhân phản ứng rất là dữ dội, bệnh nhân nhạy giống như kiểu như nhạy nhợm lên đó. Và bụng cứng như một tấm ván. Tức là mình sờ vô tấm ván sao là bụng bệnh nhân như vậy. Đó là những triệu chứng rất là điển hình ở những tình huống mà thủng dạ dày ở người trẻ cơ phát triển. Còn ở người già và trẻ em thì những cái triệu chứng nó ít hơn. Ngoài ra thì dựa vào các cái chẩn đoán cận lâm sàng, các cái xét nghiệm thì có thể là nhiễm thể hiện tình trạng nhiễm trùng bằng bạch cầu tăng ở trong máu. Điều quan trọng nhất ở trong cái chẩn đoán hình ảnh nữa là có hơi ở trong ổ bụng. Là vì chúng ta lúc nào cũng sẽ nuốt hơi vào trong bụng. Và khi nó thủng thì hơi nó sẽ chạy vô trong ổ bụng. Và nó sẽ biểu hiện bằng cái gọi là liềm hơi hoặc là vòm, là liềm hơi dưới hoành, dưới cơ hoành, là cái chỗ ngăn cách giữa ngực và bụng. Thì sẽ có hơi nó đọng ở đó. Nguyên tắc là hơi nó sẽ ở phía trước, phía cao, là sẽ nó nằm ở ngay chỗ cái ngăn cách giữa ngực và bụng. Đó là triệu chứng rất là điển hình của cái xét nghiệm. Còn đối với những tình huống quá khó thì đôi khi chúng ta cũng phải chụp CT để tìm cái hơi ở trong bụng, là dấu hiệu cực kỳ điển hình của thủng. Và nếu mà những tình huống mà còn nghi ngờ nữa thì bắt buộc phải nội soi để chẩn đoán thôi. Nói chung thì nếu mà ai đã trải qua một lần cái cơn đau dạ dày thì cũng hiểu được cái cảm giác là đau tới toát mồ hôi hột, nên là không có thể tập trung lòng vào bất cứ một việc gì hết, chỉ muốn ngồi yên một chỗ thôi để mong là cái cơn đau nó nhanh chóng qua. Nhưng mà lần sau thì khi mà bị đau như vậy thì tốt nhất là chúng ta nên tìm đến thăm khám để chúng ta có được những cái chẩn đoán kịp thời để hạn chế tối đa cái vấn đề là viêm thủng rác dạ dày tá tràng có những cái biến chứng quá nặng nề như là bác sĩ Ngọc Hân vừa chia sẻ quý vị nhé. Vâng ạ, và chúng tôi xin được chia sẻ là một nửa thì chúng ta sẽ có những cách thức kết nối với chương trình thông qua tổng đài là 02743844388, hoặc là quý vị cũng có thể là chủ động gửi những câu hỏi của mình thông qua số Zalo bằng cách là nhắn tin vào số máy là 0966339279, hoặc là chúng ta comment trên các nền tảng số của Phát thanh Truyền hình Bình Dương như là fanpage Phát thanh Truyền hình Bình Dương hoặc là BTV chuyên đề quý vị ha. Còn bây giờ thì thông qua số Zalo của chương trình thì chúng tôi có nhận được một vài câu hỏi thưa quý vị. Chào bác sĩ, con gái tôi năm nay là 22 tuổi, là sinh viên. Cháu có thói quen là thức khuya, ăn khuya và thường xuyên ăn uống những cái món đồ bán sẵn. Dạ, dạo gần đây thì cháu hay là kêu đau bụng, khó tiêu, có lúc lại đi tiêu lỏng khá là dài ngày. Mặc dù đã uống men tiêu hóa rồi, xin hỏi là những cái triệu chứng này có liên quan tới vấn đề dạ dày hay không ạ? Triệu chứng này thì cũng
khá là khó để xác định vị trí tổn thương ở đâu. Tại vì bạn này có nhiều cái yếu tố nguy cơ, nhiều cái yếu tố có thể gây bệnh. Nên mình nhanh ăn đồ ăn nhanh, hạn chế ăn rau củ quả thì cái đường ruột hầu như là sẽ bị rối loạn, đặc biệt là rối loạn trong cái vấn đề hấp thu. Kể cả không những riêng dạ dày, vị trí dạ dày mà còn có thể xuống ruột non nữa. Tại vì vi khuẩn ở trong ruột là chúng ta luôn luôn có vi khuẩn ở trong ruột. Nếu mà chúng ta không cân bằng giữa vi khuẩn có lợi và có hại thì cái tình trạng vi khuẩn có hại nó sẽ có thể phát triển và nó làm tổn thương rất là nhiều vị trí. Nếu mà cô muốn chẩn đoán chính xác cho con gái thì chúng ta phải làm một loạt các cái xét nghiệm như nội soi dạ dày, siêu âm, xét nghiệm máu cần thiết. Nếu mà chúng ta chưa tìm được nguyên nhân ở dạ dày thì hiện nay có những biện pháp mới, can thiệp mới, chúng ta có thể nội soi bằng viên con nhộng, tức là cũng uống thuốc vô để kiểm tra luôn cả cái đường ruột ở phía dưới toàn bộ. Trong cái câu hỏi này thì chúng ta đọc thì cũng có thể thấy là vị phụ huynh cũng rất là quan tâm và cũng có tìm hiểu trước về sức khỏe của con gái mình. Vậy thì cái thói quen mà phụ huynh có nhắc tới là thức khuya và ăn khuya, thì những cái thói quen này có trực tiếp ảnh hưởng tới dạ dày của mình hay không ạ? Thì thức khuya và ăn khuya thì nó chỉ thường ảnh hưởng tới cái vấn đề gọi là hấp thu của dạ dày. Như mình nói từ đầu chương trình, hấp thu dạ dày tại vì nó không có đúng theo cái nhịp sinh học mà dạ dày nó hoạt động. Nếu mà chúng ta ăn đến một thời điểm nào, giả sử chúng ta ăn 6 giờ, thì đúng 6 giờ thì dạ dày nó sẽ có cơ chế đúng là nó sẽ tiết dịch tiêu hóa tại thời điểm đó. Nhưng mà nếu chúng ta cứ làm rối loạn hết thì nó cũng không biết tiết lúc nào hết. Nên nó làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thu của cơ thể và dẫn đến nhiều cái vấn đề. Tại vì hấp thu kém thì sẽ dẫn đến giảm suy giảm dinh dưỡng và sẽ gây rối loạn cái tiêu hóa của mình. Và Hoàng Hiếu cũng được nghe nói rằng là tốt nhất là mình nên không ăn gì sau 8 giờ. Thông tin này có đúng hay không, để cho dạ dày của mình nghỉ ngơi, đúng không ạ? Cái đó thì là chính xác luôn đó MC. Tại vì nếu mà chúng ta ăn sau 8 giờ nó có rất nhiều cái hậu quả. Nói lề một xíu thôi. Tại vì nếu mà ăn sau 8 giờ thì mình sẽ không vận động nữa. Thì đường huyết sẽ tăng rất là cao. Tại vì khi mình hấp thu vô thì ví dụ như mình ăn tinh bột sẽ chuyển thành đường. Thì mình nếu mà ăn khuya mà ăn tinh bột nhiều thì sẽ chuyển thành đường, đường huyết sẽ hấp thu cao. Nhưng mà mình lại không vận động thì nó sẽ chuyển thành mỡ, gây tăng mỡ máu. Nói chung là nó sẽ làm cho rối loạn cái chuyển hóa của cơ thể. Vậy thì trong trường hợp nếu mà các bạn sĩ tử mà thức khuya để học bài, hoặc là những viên mà chúng ta phải thức khuya để mà chạy công việc của mình đó, thì bác sĩ có cái lời khuyên nào để mà giải tỏa cái cơn đói hay không thưa bác sĩ? Cái đó thì nếu mà chúng ta thức khuya mà tình thế bắt buộc thì chúng ta nên ăn những cái thực phẩm mà có lợi cho sức khỏe, ví dụ như rau củ quả luộc, trái cây, hạn chế ăn những cái đồ ăn nhanh, ví dụ như mì tôm, bánh mì hay là sandwich nữa đó, là những cái có nhiều tinh bột. Cái đó thì hiện tại bây giờ cái vấn đề mà tiểu đường mà nên người ta đặt nặng cái vấn đề là hạn chế tinh bột trong chế độ ăn. Nếu mà chẳng may bắt buộc mà mình phải thức khuya để chống đói thì sữa, các cái loại hạt dầu năng lượng còn nguyên vỏ, ví dụ như đậu, các loại rau củ quả là rất tốt. Còn lại thì chúng ta nên hạn chế những đồ ăn nhanh, đồ ăn nhiều tinh bột. Cũng có rất là nhiều câu hỏi chúng tôi nhận được là liên quan tới cái vấn đề là nội soi bằng viên con nhộng bác sĩ vừa chia sẻ. Thực ra cái cách này có vẻ là hiếu cảm giác nha, nghe là có vẻ là đỡ đau hơn cái cách là người ta sẽ thọc những cái hệ thống gì đó trực tiếp vào trong cơ thể của mình. Vậy thì cái cách này có được áp dụng phổ biến rộng rãi cho tất cả các loại bệnh hay không, hay là nó sẽ có chỉ định cho một số trường hợp, và cái chi phí đó mà chúng ta thực hiện cái phương pháp này thì như thế nào ạ? Thì hiện tại thì cái phương pháp này nó cũng không có được phổ biến lắm. Tại vì chi phí khá là cao. Chúng ta phải uống một viên thuốc và chờ cho nó ghi hình. Tức là nó giống như một cái máy quay nhỏ, cỡ nhỏ mà bỏ trong viên thuốc và mình uống, rồi sau đó mình sẽ đi ra ngoài và mình lấy cái thông tin từ viên thuốc đó. Cái đó, cái tình huống đó mình thường dùng cho những cái tình huống mà bệnh mà mình nghĩ từ đường ruột, tức là ruột non đó. Còn dạ dày và đại tràng hiện nay chúng ta vẫn được ưu tiên là nội soi. Nhưng nội soi hiện nay thì
khá là phát triển. Chúng ta có thể có nội soi ảo, có thể nội soi dưới gây mê, tức là bệnh nhân người đi thăm khám là không có biết gì, giống như một giấc ngủ sau đó là có kết quả. Yeah. Nên cũng đỡ sợ hơn hồi xưa. Yeah. Hồi xưa bác sĩ cũng rất là sợ nội soi. Chính bác sĩ đi khám tất cả các bác sĩ đều rất là sợ bị thập cái ống trong người. Xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Và tiếp theo thì cũng là một câu hỏi chúng tôi ghi nhận được qua số Zalo, thưa quý vị. Tôi nghe nói là có một cái phương pháp test hơi thở có thể xác định được bệnh dạ dày. Dạ, xin hỏi là phương pháp này có chính xác hay không và áp dụng được với những trường hợp nào ạ? Test hơi thở thực sự đó, thực chất đó là để kiểm tra có nhiễm HB hay không. Dạ vâng. Mà HB hiện tại á, cũng chia sẻ với quý khán giả và MC. Dạ. Đó là HB là tình trạng nhiễm HB ở Việt Nam cực kỳ cao. Tỷ lệ tùy theo báo cáo có thể từ 70 đến 80%. Dạ. Là do cái lối sống sinh hoạt của người Việt Nam là thường hay ăn chung nước chấm, lẩu. Mà vi khuẩn HB sẽ gây qua đường tiêu hóa. Nên cái đó tỷ lệ nhiễm HB ở Việt Nam rất là cao. Nên cái test hơi thở để tìm vi khuẩn HB. Và sau đó chúng ta sẽ, nếu bệnh nhân kèm theo triệu chứng nữa của dạ dày nữa, thì chúng ta phải bắt buộc phải có phác đồ tiêu diệt HB theo phác đồ của Bộ Y tế. Rồi sau đó và kèm theo cách điều trị cả dạ dày nữa. Tại vì cái khuẩn đó là vi khuẩn gây bệnh chính tại dạ dày. Vi khuẩn HB có khả năng lây qua đường ăn uống nếu chúng ta ăn chung. Đó là lý do mà đôi khi là ở một vài gia đình thì tới mình cũng cảm thấy hơi bị khó chịu khi mà người ta kiêng khem quá mức, không được ăn chung, hoặc là cái chai nước mà uống xong rồi mình cũng không được uống chung nữa. Đúng rồi. Cái vi khuẩn HB đó thì cụ thể là nó sẽ lây qua những đường nào thưa bác sĩ? Thì nó là lây qua đường tiêu hóa là số 1. Nhưng nó lại rất là dai, tức là nó rất là khó bị tiêu diệt. Tại vì ở dạ dày á, chỉ có một mình vi khuẩn HB có thể ký sinh được thôi. Tại vì dịch ở dạ dày là dịch axit, hầu như không có ai sống, không có con gì sống được ở đó, nhưng nó sống được. Nên nó rất là dai. Mới một phác đồ điều trị HB mà chuẩn là chúng ta phải uống thuốc kháng sinh trong vòng 2 tuần. Trong khi các cái loại nhiễm khuẩn thông thường chúng ta chỉ cần uống khoảng 5 đến 7 ngày là hầu như là sẽ bị vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt. Nên bây giờ một vài gia đình khi có nhiều kiến thức, họ bắt buộc nhà là mỗi người một chén nước chấm riêng luôn. Không xài nước chấm chung nữa. Cái này nó sẽ ký sinh ở phía dưới của lớp niêm mạc màng nhầy của dạ dày. Tức là nó sẽ giống như nó sẽ bị nó sẽ núp ở dưới cái giống như núp ở dưới cái này, nó không có trồi lên bề mặt nên rất là khó bị tiêu diệt. Vậy thì chẳng may mà nếu chúng ta có cái vấn đề liên quan tới thủng dạ dày hoặc là tá tràng thì hiện tại sẽ có những cái phương pháp gì để điều trị thưa bác sĩ? Nếu mà thủng dạ dày tá tràng thì hiện phương pháp duy nhất hiện nay á, mà để điều trị triệt để là chỉ có phẫu thuật. Để khâu lại lỗ thủng thì chúng ta tưởng tượng giống như xe chúng ta bị xì lốp thì bắt buộc phải vá vậy thôi. Thì khâu dạ dày tá tràng á, thì có thể là chúng ta mổ nội soi hoặc mổ hở tùy tình huống. Còn một rất ít trường hợp, ví dụ bệnh nhân đến lúc đầu bệnh nhân có thủng nhưng mà lỗ thủng nó khá là nhỏ, sau đó các cái cơ quan xung quanh tới nó bịt kín lại, bệnh nhân giảm đau bụng. Với sự đánh giá kỹ càng của bác sĩ, phải có sự đánh giá kỹ càng của bác sĩ chứ, cái này là chuyên môn của bác sĩ. Bệnh nhân không nên khuyến cáo bệnh nhân tự làm theo. Tức là bệnh nhân thấy có giảm đau, bác sĩ sẽ khám theo từng giai đoạn và sẽ quyết định có thể cho điều trị thuốc nội, tức là nhịn ăn và không cho dạ dày hoạt động để có thể cái lỗ đó nó tự lành. Nhưng mà cực kỳ hiếm và không khuyến cáo cho bệnh nhân tự thử nghiệm ở nhà. Và cho tới nay thì đó là phương pháp duy nhất để mà điều trị. Đúng rồi, nếu mà nói hiện tại bây giờ thì có khâu dạ dày là phương pháp duy nhất để điều trị. Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng là phương pháp duy nhất để điều trị thủng dạ dày tá tràng. Vậy thì với phương pháp này chúng ta sẽ có những cái ưu và nhược điểm gì thưa bác sĩ? Nó chỉ có ưu điểm. Nếu mà khâu dạ dày tá tràng thì hầu như là nó có ưu điểm. Tại vì nó mổ nhanh, ít tai biến chứng. Bệnh nhân trong cái tình huống mà đang có tình trạng nhiễm trùng nặng như vậy thì chúng ta ưu tiên là giải quyết cho bệnh nhân nhanh nhất có thể. Bệnh nhân phục hồi sớm.
Đó là ưu điểm của nó. Vâng, chúng ta đang cùng đến với chương trình truyền hình trực tiếp Bác sĩ gia đình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương với một chủ đề được rất là nhiều quý vị khán giả quan tâm, đó chính là thủng dạ dày tá tràng, nguyên nhân và điều trị. Chúng ta sẽ có những cách thức rất là đơn giản để kết nối cùng với chương trình thông qua tổng đài số 0274 384 4388 hoặc là nhắn tin qua số Zalo là 0966 339 279. Ngoài ra thì chương trình cũng đang được livestream trên các nền tảng số là Fanpage Phát thanh Truyền hình Bình Dương và BTV Chuyên đề. Quý vị cứ mạnh dạn gửi những câu hỏi của mình đến với chương trình, chúng tôi sẽ lựa chọn và gửi đến bác sĩ Ngọc Hân ngày hôm nay. Còn bây giờ thì thông qua số tổng đài của chương trình thì chúng tôi cũng đã ghi nhận được một vài câu hỏi. Đây là câu hỏi đầu tiên, xin mời bác sĩ và quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Xin chào bác sĩ, bác sĩ cho tôi hỏi, trẻ em bị viêm loét dạ dày có thể bị chảy máu hoàng tử hay không, và cho bác sĩ cho hỏi thêm là trường hợp trẻ em bị như tình trạng trên thì cái chế độ ăn uống như thế nào đối với là học sinh đang đi học. Xin cảm ơn bác sĩ. Thông tin có kịp đủ để mình trả lời hay không ạ? Thông tin đủ đủ để mình có thể hình dung ra. Tại vì trước đây á thì cái tỷ lệ mà viêm loét dạ dày hay thủng dạ dày tá tràng á mà ở lứa tuổi trẻ khá là hiếm. Nên thời gian gần đây á thì đã có những tình huống mổ thủng dạ dày ở những trẻ 6-10 tuổi, tức là trẻ rất là trẻ hóa như MC đã nói ngay từ đầu chương trình. Tại vì giai đoạn này á, là các trẻ em thường xuyên là ăn uống gọi là không điều độ, ăn thức ăn nhanh, xài nhiều màn hình máy tính, đôi khi bỏ bữa, căng thẳng trong học tập. Nếu mà trẻ bị viêm loét dạ dày thì trẻ vẫn có tất cả mọi triệu chứng giống như người lớn, vẫn có thể xuất huyết tiêu hóa, vẫn có thể thủng như bình thường, không có thể nào không có khác gì. Và phác đồ điều trị của trẻ em để tiêu diệt HB nếu có viêm loét dạ dày do HB cũng gần giống như người lớn, chỉ có là giảm cái lượng thuốc xuống kháng sinh tùy theo cân nặng thôi. Bác sĩ có đề cập tới vấn đề là xem màn hình điện thoại nhiều, ngồi một chỗ nhiều. Lâu nay thì Hoàng Hiếu nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới mắt, hoặc là cái hệ vận động của các bé có vấn đề, hoặc là các bé sẽ bị thừa cân béo phì, thì nó cũng ảnh hưởng tới dạ dày của mình hả bác sĩ? Dạ đúng ạ. Tại vì khi thường á, là mình thấy ở tình trạng xã hội hiện nay á, là cha mẹ cho anh vẫn cho con nhìn điện thoại. Tức là trẻ sẽ không cảm nhận được là mình ăn cái gì, và sẽ không biết được cái mùi vị, và không biết nó có cái mùi vị đó nó có ngon hay không. Tức là ăn giống như là chỉ ăn cho đủ bữa do cha mẹ ép thôi. Nên đôi lúc á, là trẻ không có muốn ăn, hoặc là ăn xong rồi sau đó là trẻ sẽ nôn ra. Nên rất là ảnh hưởng đến cái chuyện dạ dày. Và hy vọng thì một cái thông tin thú vị như vậy thì cũng sẽ kịp thời được các bậc phụ huynh của chúng ta ghi nhận và là điều chỉnh lại cái chế độ sinh hoạt và chăm sóc cho con em của mình. Vâng, và chương trình thì cũng đang được livestream trên các fanpage Phát thanh Truyền hình Bình Dương và BTV Chuyên đề. Chúng tôi xin được ghi nhận một số câu hỏi của một vị khán giả có nickname là Giang Ta Thi. Xin chào bác sĩ, ba của tôi năm nay 70 tuổi. Gần đây thì ba của tôi hay nói là bản thân bị đau bụng khi mà đói và cả sau khi ăn đã no. Có lần thì ba tôi còn đi ngoài ra máu nhưng mà chưa có điều kiện đi khám. Vậy thì không biết có phải là ba tôi bị bệnh và dạ dày hay không? Và nếu để lâu thì ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe? Mong sự tư vấn của bác sĩ ạ. Nếu mà như những triệu chứng, những cái dấu hiệu mà bạn gửi đến cho chương trình á, thì bác sĩ nghĩ nhiều đến đường tiêu hóa dưới hơn, tức là từ là đại tràng hơn. Tại vì dấu hiệu đi cầu ra máu á, thường á, là những dấu hiệu xuất huyết ở phía dưới thấp. Còn nếu mà ở phía dưới xuất huyết ở trên cao á, thì thường là đi cầu phân đen. Tại vì máu nó sẽ trải qua một cái đoạn dài của ruột, nó sẽ bị hấp thu bớt và nó bị biến màu, chứ nó không còn màu đỏ của máu nữa. Nó sẽ có màu đen. Nên mà ba của khán giả lớn tuổi đi cầu ra máu là những cái triệu chứng khá là gợi ý cho xuất hiện những cái bất thường ở đường tiêu hóa dưới, tức là đại tràng. Nên chúng ta bắt buộc phải có một cái soi đại tràng để chẩn đoán. Mặc dù bệnh nhân không có gì triệu chứng gì kèm theo nữa, nhưng mà nên soi
Tại vì khuyến cáo để tầm soát những cái bệnh u đại tràng là nên soi ở sau tuổi 45. Mong là vị khán giả của chúng ta cũng sẽ kịp thời ghi nhận thông tin này. Và chuyển sang một câu hỏi tiếp theo chúng tôi ghi nhận được trên fanpage chuyên đề BTV chuyên đề, thưa quý vị. Vị khán giả này có hỏi là xin hỏi bác sĩ là xét nghiệm máu có phát hiện được bệnh dạ dày hay không, nhất là ung thư dạ dày. Xin cảm ơn bác sĩ. Xét nghiệm máu hiện tại thì chưa có một cái xét nghiệm nào chẩn đoán chính xác cho cái bệnh dạ dày cũng như là bệnh ung thư dạ dày nói riêng. Chỉ có một vài cái xét nghiệm có thể gợi ý được cái chuyện là có ung thư, nhưng mà là ung thư chung của đường tiêu hóa. Hiện nay có một vài công nghệ mới nổi như công nghệ gen thì đang được quảng cáo khá là rầm rộ, tầm soát những cái bệnh ung thư, những cái bệnh ung thư phổ biến, nhưng tỷ lệ chính xác cũng còn được đâu đến 70-80% thôi. Còn nếu mà để tầm soát chính xác thì bắt buộc chúng ta phải có hình ảnh học là nội soi hoặc siêu âm hoặc là CT hoặc là MRI. Vâng ạ, chúng tôi mong là quý vị cũng sẽ tiếp tục có những cái câu hỏi gửi qua những cái nền tảng của chúng tôi để chúng ta giải quyết được tất cả những cái vấn đề liên quan tới dạ dày và tá tràng. Rõ ràng thì nó sẽ rất là nguy hiểm nếu chúng ta không có cái biện pháp điều trị kịp thời. Và một cái trường hợp nữa và nó rất là kinh khủng khi mà nghe nhắc tới, đó chính là cắt bỏ dạ dày. Đây là có lẽ cái phương pháp cuối cùng rồi đúng không thưa bác sĩ? Cắt bỏ dạ dày thì hiện tại trong thực hành lâm sàng và trong tình huống cấp cứu thì khá là hiếm, rất hiếm. Tại vì cắt bỏ dạ dày là một cái phẫu thuật kéo dài, nhiều tai biến biến chứng. Mà nếu mà xử lý trong tình huống cấp cứu thì bệnh nhân đôi khi không mang lại hiệu quả cho bệnh nhân mà sẽ đưa bệnh nhân tới tình trạng nặng thêm. Tại vì cái cuộc mổ rất là kéo dài. Ngoài ra biến chứng, tai biến biến chứng của nó rất là nhiều. Nên cái cắt bỏ dạ dày nó chỉ đặt ra tình huống gọi là không còn đường lùi, không còn đường nào để giải quyết nữa thì chúng ta mới cắt bỏ dạ dày. Ví dụ như thủng mà trên cái này có khối u, đúng là hoặc là thủng kèm theo xuất huyết ồ ạt, không thể nào mà cầm máu được thì bắt buộc chúng ta phải cắt để chúng ta cầm máu. Hoặc là thủng mà kèm theo biến dạng của dạ dày quá dữ dội, không thể khâu lại được. Có những cái lỗ thủng mà khâu là nó sẽ bị xé, giống như là nó lâu ngày quá là nó dai, nó xé thì bắt buộc chúng ta cũng phải cắt bỏ một phần dạ dày. Nhưng mà tiên lượng cực kỳ nặng. Vậy thì nếu như mà chẳng may rơi vào cái trường hợp là phải cắt dạ dày thì cái việc tiêu hóa của chúng ta sẽ được thực hiện như thế nào thưa bác sĩ? Thì nếu mà chúng ta cắt toàn bộ dạ dày á, thì chúng ta bắt buộc phải nối ruột non lên với thực quản. Thì cái mức độ tiêu hóa của chúng ta sẽ giảm rất là nhiều và dẫn đến nhiều cái tai biến biến chứng do giảm hấp thu chất dinh dưỡng từ dạ dày. Còn nếu mà để lại một phần dạ dày thì chúng ta vẫn còn có thể hấp thu được chất dinh dưỡng từ dạ dày. Tức là dạ dày cũng có vai trò trong hấp thu, vì nó cũng là một phần của đường tiêu hóa nên nó cũng có vai trò trong hấp thu. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ mắc khá nhiều cái hậu quả sau khi mà cắt bỏ dạ dày. Ví giả sử như là chúng ta sẽ, nếu tai biến sớm á, của cắt dạ dày á, thì chúng ta có thể bị chảy máu từ miệng nối, chảy máu từ cái nơ chỉ mà chúng ta cột để cắt bỏ ra một phần dạ dày, hoặc là chúng ta có thể bị xì rò ngay chỗ miệng nối giữa dạ dày và ruột. Ngoài ra biến chứng muộn của cái miệng nối nó có thể là viêm hoặc loét ngay tại miệng nối mình đã nối rồi. Thì dịch dạ dày, ruột không thể nào chịu nổi cái dịch axit từ dạ dày. Thì bắt buộc chúng ta phải, khi mà chúng ta cắt rồi chúng ta phải có một cái lưu thông mới, thì bắt buộc chúng ta phải nối dạ dày vào với ruột. Thì dịch ruột không thể nào chịu nổi cái axit của dạ dày, nó sẽ gây viêm loét. Ngoài ra còn có thể thoát vị nổi. Còn biến chứng lâu dài là suy dinh dưỡng, như nó kém hấp thu nhiều chất. Mà rõ ràng thì với chia sẻ của bác sĩ Ngọc Hân thì Hoàng Hiếu đang hình dung tới hai từ gánh nặng luôn. Đúng là một cái gánh nặng rất là lớn cho kinh tế của gia đình. Và ngay chính bản thân của người bị bệnh thì cũng là một cái gì đó cảm thấy rất là áp lực, rất là đau đớn. Và gần như là tất cả mọi sinh hoạt của chúng ta đều không lành lặn như bình thường nữa. Và mong là những cái thông tin về dạ dày thì cũng sẽ được quý vị khán giả chúng ta ghi nhận. Và ngay lúc này thì sẽ có cái sự điều chỉnh hợp lý hơn trong cái chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và sinh hoạt của mình. Và quý vị tiếp tục có những cái câu hỏi xoay quanh tới vấn đề dạ dày hoặc là tá tràng của mình thì cũng đừng ngại
kết nối cùng với chúng tôi thông qua tổng đài là 02743844388 hoặc là số Zalo 0966339279. Ngoài ra thì chương trình cũng đang được livestream trên fanpage Phát thanh Truyền hình Bình Dương và PTV Chuyên đề. Và lúc này đây thì thông qua tổng đài 02743844388 thì chúng tôi cũng nhận được một vài những câu hỏi. Xin mời bác sĩ và quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe. Dạ xin chào bác sĩ ạ. Xin bác sĩ cho biết trẻ em bị viêm loét dạ dày có nguy cơ bị thủng dạ dày hay không? Với trẻ bị viêm loét dạ dày và xuất huyết tiêu hóa thì có nên là theo cái chế độ ăn uống gì hay không? Sinh hoạt như thế nào đối với trẻ khi đang còn đi học? Xin bác sĩ tư vấn. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Yeah. Cái câu hỏi của khán giả này cũng trùng với cái câu hỏi của khán giả lần trước. Của khán giả mới vừa hỏi lần trước. Yeah. Thì nó cũng giống y như người lớn, cái viêm loét dạ dày ở trẻ em giống gần giống như người lớn thôi. Yeah. Thì sau khi mà bệnh nhân trẻ em mà đã được mổ ổn định về viêm loét dạ dày thì chúng ta vẫn phải tầm soát vi khuẩn HB và điều trị vi khuẩn HB theo đúng phác đồ để tránh tình trạng hầu như là trẻ em sẽ có nhiễm viêm loét dạ dày do vi khuẩn HB. Yeah. Rồi chế độ ăn uống thì chúng ta cũng nên đảm bảo chế độ ăn uống một cách lành mạnh, đúng thời gian, không tạo áp lực, đặc biệt là không tạo áp lực về chuyện học hành hay là sinh hoạt cho trẻ em. Tại vì hiện tại mình thấy ở trong xã hội cũng khá là nhiều gia đình cho con đi học tới 9 giờ trong ăn chạy vợ mới vừa ra trường cái ăn ổ bánh mì cái đi học tới 9 giờ là về ăn. Nó đảo lộn hết tất cả mọi sinh hoạt, nó rất là ảnh hưởng đến cả không những về dạ dày mà cả sức khỏe tổng thể của bé nữa. Yeah, học hành kiến thức rất là tốt nhưng mà chúng ta phải có cái sức khỏe thì chúng ta mới có là gọi là làm chủ được tương lai của mình. Mong là cái lưu ý này thì cũng sẽ được các bậc phụ huynh của chúng ta ghi nhớ. Dạ vâng, quay trở lại với những câu hỏi của chương trình thì với bệnh nhân mà sau khi phẫu thuật dạ dày á, chúng ta cần phải có những cái chế độ chăm sóc và dinh dưỡng như thế nào thưa bác sĩ? Thì nếu mà sau khi bệnh nhân đã được khâu lỗ thủng dạ dày rồi thì chúng ta sẽ có một cái chế độ gọi là phục hồi sớm sau mổ. Đây là một cái chế độ hiện đại mới của nước ngoài. Chúng ta bây giờ bắt đầu áp dụng gần như là đại trà trên cả nước. Đó là bệnh nhân sẽ được hạn chế đặt các cái ống dẫn lưu, các ống thông cho bệnh nhân ngồi dậy sớm, dùng giảm đau thích hợp, có thể giảm đau toàn thân hoặc là giảm đau tại chỗ. Bệnh nhân được cho vận động sớm, tập phục hồi chức năng sớm để ruột có lại nhu động sớm thì bệnh nhân sẽ nhanh chóng phục hồi. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có được những cái sự chia sẻ rất là rõ ràng về vấn đề dạ dày và tá tràng từ bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Ngọc Hân. Chúng ta có thể thấy rằng là thủng ổ loét là biến chứng nặng nề và trầm trọng dẫn đến viêm loét dạ dày tá tràng, và nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời thì sẽ đe dọa tới tính mạng của bệnh nhân. Vậy hiện nay thì với sự tiến bộ của y học thì các phương pháp chẩn đoán điều trị thủng dạ dày tá tràng thì cũng đã trở nên dễ dàng hơn. Song chúng ta cần phải hiểu một điều rằng là bệnh nào cũng vậy, một khi chúng ta điều trị ngay từ sớm thì không chỉ giúp nhanh khỏi bệnh mà còn có thể chặn đứng những biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng tới sức khỏe về lâu dài. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự sau. Thủng dạ dày tá tràng tại Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt ở các thành phố lớn. Theo thống kê của các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, số ca bệnh nhập viện do thủng dạ dày tá tràng đang gia tăng. Điều này có thể do nhiều yếu tố bao gồm vi khuẩn Helicobacter pylori hay còn gọi là HP. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến viêm và thủng niêm mạc dạ dày. Chế độ ăn uống sử dụng nhiều thức ăn nhanh, cay nóng và uống rượu bia, stress do áp lực công việc và cuộc sống tăng cao. Ngoài ra, việc sử dụng thuốc không đúng cách, bao gồm lạm dụng các thuốc chống viêm cũng là một trong những nguyên nhân gây nên thủng dạ dày tá tràng. Các biến chứng nguy hiểm bao gồm như viêm nhiễm, sốt, ra huyết và thậm chí tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Hiện nay, chẩn đoán thủng dạ dày tá tràng bao gồm khám lâm sàng, xét nghiệm hình ảnh như nội soi, chụp X-quang, bụng hoặc CT scan để xác định vị trí và mức độ thủng. Từ đó giúp bác sĩ kết luận chính xác phương án điều trị phù hợp. Trong đó, phẫu thuật cấp cứu là phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất. Bác sĩ sẽ tiến hành khâu lại lỗ thủng và làm sạch khoang bụng để ngăn ngừa viêm phúc mạc. Sau phẫu thuật cấp cứu là điều trị nội khoa và theo dõi sau phẫu thuật để phát hiện và xử lý kịp thời các biến chứng.
Vâng, và qua một phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy một phần nào đó quy trình phẫu thuật nội soi khâu dạ dày và tá tràng. Và xin được hỏi bác sĩ rằng là tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước Bình Dương của chúng ta hiện nay thì đã áp dụng những cái phương pháp gì để chẩn đoán các bệnh lý về dạ dày và điều trị ạ? Tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước thì với trang thiết bị tương đối đầy đủ, đội ngũ y bác sĩ thì được đào tạo tại các cơ sở có uy tín. Nên nếu bệnh nhân không chỉ riêng về bệnh lý dạ dày tá tràng mà tất cả các bệnh lý khác, nếu mà gặp những cái bệnh lý mà khó thì chúng ta sẽ sử dụng rất các cái phương tiện hiện đại tối tân nhất hiện nay như MRI, CT hoặc là nội soi dưới cái sự hướng dẫn nội soi mà có gây mê để làm giảm cái đau đớn và giảm cái khó chịu cho bệnh nhân. Sau đó với những cái kết quả đó thì sẽ được hội chẩn với các cái đội với các cái chuyên gia về những lĩnh vực riêng để đưa lại những cái điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Còn tùy tình bệnh cụ thể, nếu mà bệnh nhân có nhu cầu thì mình mới chỉ định được riêng, còn nó chỉ nói chung chung vậy thôi, chứ về bệnh dạ dày nó cũng tương đối nhiều. Dạ. Nên mình chỉ nói chung chung vậy thôi. Dạ. Rất là nhiều quý vị khán giả cũng quan tâm là cái chi phí nội soi ở tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước Bình Dương của mình thì như thế nào và có được hỗ trợ bằng bảo hiểm hay không ạ? Tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước Bình Dương thì nhận điều trị tất cả các bảo hiểm của các tuyến, tại vì hiện tại là đã có thông tuyến nên dạ, tất cả bệnh các tuyến đều có thể tới thăm khám tại Bệnh viện Mỹ Phước Bình Dương và đều được hỗ trợ bảo hiểm. Nhưng mà trong đó bệnh viện sẽ thu một khoản phí, những cái khoản phí mà bên ngoài bảo hiểm không thanh toán. Yeah. Ví dụ như nội soi gây mê. Yeah. Đó là bệnh viện sẽ thu những cái khoản phí ngoài để đem lại cái hiệu quả, cái an toàn và cái thoải mái cho bệnh nhân. Yeah, vâng. Và thì chi phí thì bác sĩ có thông tin rõ ràng về chi phí hay không ạ? Em xin muốn hỏi thông tin về chi phí nội soi. Nội soi. Yeah. Nếu nội soi đại tràng á, có gây mê á, yeah, thì bệnh nhân đóng thêm khoảng hình như là hơn 1 triệu. À. Còn nếu mà nội soi dạ dày có gây mê á, là đóng hình như hơn 500. Yeah. Đó là chi phí thì cũng không phải là quá cao để chúng ta có thể là lo lắng nhiều quý vị ha. Nên là có những cái vấn đề về dạ dày, chốn đau hoặc là đau dai dẳng và nhiều lứa tuổi khác nhau thì mình nên đi tới bệnh viện để có những cái sự chẩn đoán để mình giải quyết dứt điểm cái cơn lo của mình. Bởi vì họ nghĩ biết rằng là cái vấn đề mà trầm cảm nè, lo lắng nè, stress thì cũng là một cái những cái nguyên nhân làm cho cái bệnh dạ dày của chúng ta nghiêm trọng hơn, đúng không bác sĩ? Dạ, MC nói chính xác, cái đó là nguyên nhân hàng đầu của hiện nay đó. Dạ. Tại vì ngoài cái chuyện HP thì cái stress cho công việc, do ăn uống, do học hành, do đời sống xã hội. Dạ. Do, kể cả do giao thông đi tới ra ngoài đường mà căng thẳng thì cũng đấy, ấy là mình có quá nhiều cái căng thẳng thì mình phải lo lắng nên ảnh hưởng rất là nhiều đến dạ dày. Vâng ạ, một cái thông tin rất là đáng để ghi nhận thưa quý vị. Và chúng tôi được nhắc lại là chúng ta cũng không còn nhiều thời gian đâu quý vị ơi, nên là hãy nhanh chóng kết nối cùng với tổng đài 0274 384 388, hoặc là chúng ta cũng có thể là gửi những cái tin nhắn của mình thông qua số Zalo 0966339279. Và ngoài ra thì chương trình cũng đang được live stream trên fanpage Phát thanh Truyền hình Bình Dương và fanpage BTV Chuyên đề. Chúng tôi mong là sẽ nhận được câu hỏi của quý vị, bởi vì giờ chúng ta còn khoảng hơn 10 phút nữa sẽ kết thúc chương trình. Và thời gian này thì chúng tôi nhận được một vài câu hỏi thông qua số Zalo. Tôi đang uống thuốc kê đơn của bác sĩ điều trị bệnh thoái hóa khớp. Trong đó thì bác sĩ kê viên uống hoạt chất là esomeprazole trước bữa ăn 30 phút. Xin hỏi thuốc này có tác dụng gì và uống lâu dài thì có ảnh hưởng tới dạ dày của mình hay không? Dạ. Dạ, esomeprazole là thuốc đặc trị cho dạ dày. Dạ. Thuốc này là thuốc nếu mà gọi về đúng tên là gọi là ức chế bơm proton. Dạ. Tại vì bệnh nhân mà viêm khớp hay là có các bệnh lý về xương khớp sẽ uống các cái thuốc giảm đau rất là dài ngày. Yeah. Và viên thuốc này là mục đích là bảo vệ dạ dày. Thường thì mình bị bệnh chẳng hạn, thì mình tới những cái quầy thuốc người ta bác sĩ cũng hay hỏi mình là có bị đau dạ dày hay không, hoặc là dị ứng dạ dày hay không, thì là cái chế độ mà thuốc cho người bị đau và cái người không bị đau nó hoàn toàn khác nhau, đúng không bác sĩ? Thì đúng là thuốc giữa người có triệu chứng dạ dày và không có triệu chứng dạ dày thì khác nhau. Nhưng nếu mà các bệnh nhân mà lớn tuổi có bệnh lý về xương khớp, ví dụ như thoái hóa khớp hay là
viêm khớp mãn tính kéo dài, ví dụ như viêm khớp bại nến hay viêm khớp nhiễm trùng gì đó, mà cần phải uống thuốc giảm đau kéo dài, thì trong tất cả các cái đơn kê hầu như đều sẽ có thuốc để bảo vệ dạ dày. Yeah. Còn nếu mà chúng ta uống thuốc ngắn ngày mà chỉ để điều trị những giảm đau thông thường, ví dụ như chấn thương hay nhiễm trùng, thì đối với bệnh nhân có triệu chứng dạ dày thì chúng ta mới cho thuốc dạ dày, còn nếu không thì chúng ta không cần cho cũng được. À, dạ. Vâng ạ. À. Vậy thì liệu chăng khi mà chúng ta bị những cái bệnh lý mà dùng thuốc nhiều á là nó cũng không tốt cho dạ dày của mình đúng không bác sĩ? Phải tùy. Tùy loại thuốc, ví dụ các cái loại thuốc giảm đau mà nếu mà gọi tên mà khoa học của nó là thuốc giảm đau NSAID thì nó sẽ ảnh hưởng rất rất lớn đến dạ dày. Còn những thuốc giảm đau mà không phải là NSAID, ví dụ như paracetamol. Yeah. Cái thuốc mà giảm đau phổ biến trên thị trường á, thì nó lại ít ảnh hưởng đến dạ dày. Yeah. Nhưng mà nhưng mà thuốc đó thì chỉ giảm đau ở mức độ nhẹ đến trung bình. Còn nếu mà muốn xài đô cao, đô nặng thì mình phải dùng loại NSAID và kèm theo cái đề kháng viêm nữa. Thì bắt buộc chúng ta phải có những cái thuốc để bảo vệ dạ dày. Yeah. Tại vì câu hỏi này cũng hơi cá nhân một chút xíu, là đôi khi là có những cái cơn mà thoáng đau đầu chóng mặt xuất hiện thì nhiều người thì hay kêu là uống thuốc đi, nhưng bản thân của mình thì là ngại ảnh hưởng tới dạ dày nên là mình cũng không có dùng những loại thuốc đó. Dạ. Thì nếu mà chỉ đau đầu chóng mặt là những cơn đau đầu, những cái đau từ vừa đến nhẹ thì chúng ta có thể dùng paracetamol là loại phổ biến nhất và ít ảnh hưởng dạ dày. Hầu như không. Dạ vâng. Là xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo chúng tôi ghi nhận được qua số Zalo của chương trình. Dạ, cháu tôi 13 tuổi, đau bụng và đi khám. Bác sĩ chẩn đoán là bị viêm loét dạ dày ứ dịch đường ruột. Vậy xin hỏi là trẻ 13 tuổi bị viêm loét dạ dày ứ dịch đường ruột thì nên điều trị thế nào? Xin cảm ơn bác sĩ. Trẻ viêm loét dạ dày ứ dịch đường ruột thì nó có một cái bệnh lý gọi là viêm dạ dày ruột cấp. Yeah. Cái này thì có thể do virus, hoặc là có thể do căng thẳng stress bệnh nhân, hoặc là do ăn uống. Sau đó bệnh nhân qua cái giai đoạn đó khoảng một tuần là bệnh nhân sẽ hết. Yeah. Nhưng nếu mà viêm loét dạ dày mà do HB, nếu mà có vi khuẩn HB thì bắt buộc phải điều trị HB và đúng theo phác đồ của Bộ Y tế. Tại vì cái tình trạng hiện nay á, là chúng ta uống thuốc khoảng một tuần mà thấy hết triệu chứng là ngưng, hầu như là phải, làm cho tình trạng đề kháng thuốc hiện tại rất là cao, đặc biệt là vi khuẩn HB, điều trị phối hợp 3-4 kháng sinh không ăn thua. Nói quá là nguy hiểm đúng không ạ? Và Hiếu thấy là gọi là người ta đang quan tâm rất là nhiều tới những cái vấn đề về dạ dày của các bé, là như là cái tỷ lệ mà trẻ hóa bây giờ nó đang rất là cao đúng không? Đúng bác sĩ, trong những cái ca khám của bác sĩ thì tỷ lệ này như thế nào ạ? Tại vì mình chỉ là làm bên người lớn nên ít có khám về dạ dày của trẻ em. Nhưng mà đã thấy có biến chứng thủng dạ dày tá tràng ở trẻ dưới 18 tuổi, trong khi lúc xưa là hầu như không có. Có trẻ trẻ nhất là 10 tuổi đã thủng dạ dày tá tràng. Có thể là với người lớn thì mình có thể là đổ lỗi do vấn đề về lão hóa, hoặc là nhân yếu tố môi trường mình tác động và tích tụ dần dần qua cơ thể. Vì thế với các bé thì nguyên nhân nào mà dẫn tới cái vấn đề nghiêm trọng mà dẫn tới thủng dạ dày và tá tràng thưa bác sĩ? Thì cái nguyên nhân hàng đầu á, thì như mình đã nhắc từ đầu á, là viêm loét dạ dày tá tràng là do HB. HB là tỷ lệ lây nhiễm ở Việt Nam hiện tại từ 70-80%. Cái nguyên nhân gây viêm loét. Rồi ngoài ra bây giờ các bé hầu như là rất là căng thẳng trong chuyện học tập và sinh hoạt, hầu như là phải ít có thời gian để vui chơi giải trí lành mạnh hay là tiếp xúc với môi trường ở bên ngoài, nên những cái yếu tố đó nó cộng hưởng, nó làm cho cái bệnh dạ dày ở trẻ xuất hiện khá sớm. Hơn hồi xưa rất là nhiều. Vì thì với cái loại virus HB này không biết là hiện tại chúng ta đã có vaccine hay chưa, hay là tới khi bị bệnh thì chúng ta mới là uống thuốc để mà điều trị nó? Hiện tại chúng ta không có vaccine để phòng. Vâng ạ. Và tiếp theo thì cũng là câu hỏi cũng liên quan tới sức khỏe của các bé luôn. Cháu trai tôi là năm nay được 6 tuổi, thường xuyên kêu đau bụng, ăn uống kém, thể trạng thì gầy yếu nên là có cho đi khám. Thì bác sĩ chẩn đoán là bị viêm loét dạ dày tá tràng do nhiễm khuẩn HB. Xin hỏi là nguyên nhân tại sao trẻ nhỏ cũng bị viêm loét dạ dày, và với trẻ nhỏ thì việc điều trị có khó hay không? Điều trị bao lâu thì mới hết ạ? Thì viêm loét dạ dày, tại vì
cái này là cũng thuộc về bên phía Nhi luôn. Dạ. Nên mình cũng chỉ tư vấn cho người nhà những thông tin gọi là cơ bản thôi, chứ mình không dám đi sâu vào cái điều trị của bé, tại vì bác sĩ Nhi sẽ phụ trách cái vấn đề này. Dạ. Thì như đã nhắc từ đầu á, là viêm loét dạ dày này á, ở trẻ mà quá nhỏ như thế này đó, là thường là do lây truyền HP từ gia đình ăn uống, và kèm theo đó là môi trường sinh hoạt, cái sinh hoạt của bé nó không có điều độ, nó làm cho cái biểu hiện cái viêm loét nó rõ ràng và nó nhanh. Còn nếu mà điều trị HP ở trẻ em thì cũng vẫn phải tuân thủ theo đúng người lớn, là sẽ điều trị 2 tuần dịch vi khuẩn, kiểm tra lại, nếu mà hết vi khuẩn rồi thì chúng ta tiếp tục uống tiếp thuốc bảo vệ dạ dày trong vòng 6 tuần nữa. Dạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn. Tổng cộng là 8 tuần, để tức là vừa uống thuốc kháng sinh và vừa uống thuốc dạ dày trong vòng 2 tuần, sau đó kiểm tra lại hết vi khuẩn trong dạ dày thì tiếp tục uống thuốc bảo vệ dạ dày thêm 6 tuần nữa, tổng cộng là 8 tuần uống thuốc bảo vệ dạ dày. À dạ. Rồi, một câu hỏi nữa cũng được ghi nhận qua số Zalo ạ. Tôi có một anh trai năm nay 54 tuổi, mới đây bị xuất huyết dạ dày phải cấp cứu, nhưng mà đã cấp cứu kịp thời và đã được điều trị ra viện. Xin hỏi là trường hợp của anh trai sau này thì có sinh hoạt ăn uống được như người bình thường hay không, và có phải kiêng khem thức ăn gì hay không? À, tại vì bạn không nói rõ là xuất huyết dạ dày do, khán giả không nói rõ là xuất huyết dạ dày do lý do nguyên nhân gì. À. Nên chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân. Yeah. Nếu mà nguyên nhân do viêm loét dạ dày do vi khuẩn HP, bắt buộc chúng ta phải điều trị HP, triệt can HP bằng phác đồ của Bộ Y tế với kháng sinh và thuốc bảo vệ dạ dày 8 tuần. Yeah. À, nếu mà do bia rượu, chúng ta bắt buộc phải ngưng bia rượu. Nếu xuất huyết dạ dày do giãn tĩnh mạch, do bị xơ gan, bắt buộc chúng ta phải thắt và phải ngưng bia rượu để bảo vệ gan, kèm theo là để giảm, để do gan không tổn thương thêm. Còn nếu xuất huyết dạ dày do u thì bắt buộc chúng ta phải cắt u để giải quyết triệt căn vấn đề. Nói yeah. chung là do, tại vì bệnh nhân khán giả không nói rõ là xuất huyết dạ dày do cái gì, nên nếu mà xuất huyết dạ dày do thông thường hay gặp nhất là do viêm loét, yeah. thì sau khi đó điều trị ổn định thì bệnh nhân đã điều trị triệt căn, kiểm tra lại không còn HP trong dạ dày, nội soi viêm không còn nữa, thì bệnh nhân sinh hoạt như bình thường. Dạ, nghĩa là mình có thể là ăn uống vô tư thoải mái hay sao? Không, vô tư thoải mái nhưng với cái điều kiện là mình phải đảm bảo sinh hoạt điều độ. À. Chứ không phải là vô tư thoải mái là anh không có theo một cái chương trình gì hết, anh lộn xộn, thích ăn cái gì, anh giờ nào ăn, không phải như vậy. Mà mình ăn để bảo vệ cả sức khỏe mình nữa. Yeah, vâng. Vâng ạ, và ít phút cuối của chương trình thì có một cái câu hỏi chúng tôi cũng vừa ghi nhận được. Xin mời bác sĩ và quý vị chúng ta cùng lắng nghe nhé. Chào chị Trinh, chào bác sĩ. Tôi nay 66 tuổi, sao mà cô tử nó không có đau, nhưng mà năm, ví dụ năm mà đi khám lại vậy nó hay bình bình vậy đó, cái đi khám cái nó có hồi nó bị viêm, có hồi nó bị polyp, cái bác sĩ bấm mà đều lần rồi, cái năm ví dụ năm hai năm gì đi khám lại với bác sĩ là hồi có hồi không vậy, rồi không biết có polyp này nó tăng mấy à, vậy giờ biết có sao không, nhờ bác sĩ cho biết là nó có vậy, nó có ảnh hưởng gì hay không. Yeah. Rồi cảm ơn nhé. Khá là khó đó bác sĩ đúng không ạ? Tại vì cô nói cũng không quá rõ. Yeah. Là hồi có polyp là cái gì, polyp. Yeah. Và polyp gì, polyp ở đâu ạ? Yeah. Thôi thì với trường hợp này thì bác sĩ cho lời khuyên đi. Với cái độ tuổi là hơn 60 rồi, mình cần có cái chỗ ăn uống và có nên đi khám ở bệnh viện nào hay không ạ? Dạ xin mời bác sĩ ạ. Không biết bà, tại vì khán giả cũng không nói là hiện tại đang ở đâu. Yeah. Nên mình cũng không biết là nên khuyên ban khám, khán giả nên khám ở đâu. Yeah. Nhưng tốt hơn hết là khán giả nên đến những cái trung tâm lớn, giả sử như bệnh viện tỉnh hoặc là bệnh viện mà có các cái phòng nội soi. Yeah. Tiêu chuẩn. Chúng ta phải kiểm tra cái, nếu mà có polyp xuất hiện thường xuyên như vậy thì chúng ta phải kiểm tra nhiều vị trí. Yeah. Không những ở dạ dày mà còn có thể từ đại tràng và ruột non nữa. Tại vì nó có một cái bệnh lý là đa polyp ở nhiều vị trí, mà càng nhiều polyp thì nguy cơ xuất hiện cái tế bào ác tính càng cao.
Nhưng mà tại vì khán giả nói không có rõ ý. Rất là cảm ơn phần chia sẻ và tham gia của bác sĩ Lê Ngọc Hân để đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Hy vọng là quý vị cũng đã có những kiến thức kịp thời để chúng ta chăm sóc hiệu quả hơn và để có những cái giải pháp để mà điều trị cho vấn đề về hệ tiêu hóa của mình, đặc biệt là dạ dày và tá tràng. Và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp PKMS ICBC đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay. Với chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị các bạn với chương trình lần sau ạ.